Hải Thương đâu đây? Tìm kiếm bến tàu à? Về nhá. Về hả? Rồi rồi, về để tóc cổ chim nữa. Xài chuyện. Đó, nói yên. Cầm tay thì đây là xong lại sao? Này to quá. Nên là không hỏi đúng không? Vậy bạn này. Vậy vẽ đi. Mắt xài lầm ngày trước, sáng chiều nay đúng không? Vì chỗ này không bao giờ tối nhất.
Tôi nhắc cái sáng số đây, tôi nhắc từ trước nằm đây, tôi nhắc từ trước nằm đây. Thần quan, đây thần quan. Nó đáy làm sao tôi nhắc từ trước nằm. Ngày sáng sớm ở chỗ nào đây tôi nhắc. Đi học vẽ ít và tiến bộ ngay hết, cũng là thiếu đấy. Phần này cho bóp ngắn thì chút nữa to quá, tay to quá, tay xong thì lại phần này sau đó ảnh thử xem, có thấy nó này nó này xem, gần như là này, nó sẽ bằng nhau, đúng không? Này, tay sẽ nhỏ hơn. Ví dụ thằng anh đang chiêu cái gì đấy? Sáng như bọn này đấy. Ồ, ví dụ. Hả? Tôi đang là chú. Chưa thì là chồng chán lắm. Một cái của chú lên đấy. Vẫn. Vừa đang sắp để đây. Trong tay của mày. Đứng lên luôn. Đang ngồi chú lên luôn. Đang ngồi Mỹ Dũng. Đang xuống giúp nhà. Bây giờ cũng nửa đàn bà không để đàn gì nữa. Bây giờ của chú thì lo kiếm tiền. Chú đàn ông kiếm tiền với đàn bà. Chú đàn ông. Nhưng còn nhờ đàn đó nữa. Đàn đó là sinh viên. Sinh viên học đàn với cô gái. Hồi xưa sinh viên với cô gái mới học đàn. Bây giờ đàn gì nữa. Mỗi tuần khác. Của chú thì lo kiếm tiền để cho đây. Khi mà có tiền rồi, có các loại đàn, đàn đáo rồi hết. Thank you.
nhá. Quay lên vé tí nào. Thì vé cái gì đây? Tao ăn một nước chú nước. Ừ. Nước à? Vâng. Sữa à? Ăn nước dừa. Đúng không? Nước dừa. Ờ. Sữa. Liên bé. Liên bé là học năm ngoái nhỉ? Ờ, ở đằng kia.
về khải giới. Tôi muốn cầm cái thùng lòng bàn tay nhé, cầm cái thùng lòng bàn tay ấy.